Chào quý chị ạ. Hiện tại thì Tiến đang đứng ở đường Điện Biên Phủ ạ. Đây là đường Điện Biên Phủ, trục đường lớn ở quận Thanh Khê ạ. Với 4 làn xe mỗi chiều ạ. Và từ đây á thì đi vô chợ Thanh Khê chỉ có vài chục mét thôi. Và hôm nay Tiến sẽ giới thiệu đến quý chị một cái nhà nằm ở kế bên chợ Thanh Khê ạ. Cách chợ Thanh Khê chỉ có 30 mét thôi. Với diện tích là 70 mét vuông và 2 tầng. Giá chào hiện tại chỉ có 2.650.000 và chủ đang là gấp bán Mời quý chị cùng tham quan. Đây là phần phía trước căn nhà. Đây. Căn nhà này thì có một cái phòng khách rất là rộng mà. Đặc biệt thì căn nhà này nằm ở một cái vị trí trung tâm của quận Thanh Khê. Từ đây đi ra chợ Thanh Khê, trung tâm buôn bán chỉ có vài bước chân thôi. Và khu vực này thì nó gần cái trường tiểu học là Lê Quang Sung, trường tiểu học là Lê Văn Tám và trường trung học cơ sở Hình Thúc Kháng. Đây khu vực phòng khách thì sảnh này rất là rộng . Tiếp theo thì chúng ta di chuyển vào phòng ngủ thứ nhất . Nhà này thì có phòng ngủ ở dưới thích hợp cho gia đình có người lớn tuổi . Đây phòng ngủ . Đây khu vực phòng ngủ ở dưới. Tiếp theo sẽ là đến khu vực bếp và cầu thang đi lên tầng 2 . Đây bếp rộng rãi, cầu thang ở phía dưới này thì chúng ta có nơi để máy giặt và nhà vệ sinh . Đây nhà vệ sinh. Đây tiếp theo chúng ta di chuyển lên tầng 2 . Cầu thang này. Đây cầu thang ở trên thì chúng ta có một cái không gian sinh hoạt chung để đồ hoặc là để nghỉ ngơi gì đó. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh giống như ở tầng 1 . Đây phía trên thì gia chủ là cái chỗ đựng đồ . Và tầng 2 này thì gồm có 2 phòng ngủ . Đây phòng ngủ rộng ở phía trước. Những cái phòng ngủ này thì có lá ống chờ máy lạnh rồi hết rồi . Đây theo nhà thì cửa sổ rất là nhiều . Nên mấy anh chị thấy lúc nào cũng thông thoáng, ánh sáng tự nhiên . Đây phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ này rất là rộng . Tiếp theo thì cái không gian này có thể cải tạo làm phòng ngủ thứ tư hoặc là không gian thờ, gia chủ cũ thì đang để làm phòng thờ . Đây cùng xem lại căn nhà. Anh Tý xin nhắc lại là căn nhà này là nằm ngay chợ Thanh Khê . Với diện tích là 70 mét vuông, 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh . Nếu quý anh chị quan tâm căn nhà này hãy gọi ngay cho Tiến theo số điện thoại 0976 250 114 .